Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho Ngài biết bao việc mà các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đo là lời chúa Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến Khi chúng ta thành công bất cứ một công việc gì Thì chúng ta thường hay ngồi lại để kể cho nhau Để tán dương nhau Và để hãnh diện về những công việc mình làm Hôm nay các môn đệ sau khi được Chúa Giêsu dạy bảo và sai đi rao giảng tin mừng nước trời. Các ông đi và các ông đã làm những điều Chúa Giêsu dạy, rao giảng tin mừng nước trời, kêu gọi mọi người sám hối và dạy dỗ người ta để người ta có cơ hội ăn năn trở về. Và họ đã nghe lời của các môn đệ. Vì vậy, mà hôm nay các môn đệ về bên Chúa Giêsu để kể cho Chúa Giêsu những câu chuyện như thế thì ta lại thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ đi vào trong thanh lặng trong cô tịch để gẫm xem những việc mình làm những điều mình nói có đúng với những gì Chúa muốn không và cái hiệu quả đó là ở nơi Chúa chứ có phải ở nơi mình không và đấy là điều Chúa nhắc với chúng ta trong cuộc sống hiện tại này Cần có những lúc thanh vắng và cô tịch Để nhìn xem ta đã làm gì Và những hiệu quả đó là do ta hay ở nơi Chúa đến với chúng ta Rồi khi các ông lánh vào một nơi thanh vắng như thế Thì lại là lúc mà những người cần đến Chúa Cần đến cái sự hỗ trợ của các môn đệ Họ đã đón một cái đường khác đến gặp Chúa Giêsu. xu và khi Chúa Giêsu bước ra khỏi thuyền, thấy đám đông, Ngài chạy lòng thương. Chạy lòng thương là cách để muốn nói rằng Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa đầy yêu thương. Và phẩm chất của Ngài chính là tình thương dành cho con người. Nên bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ một cái lý do nào, thì Chúa luôn luôn chạy thương đến phận đời của chúng ta. Nhất là hôm nay có một đoàn người đông đảo, họ là những người nghèo họ là những người đau khổ họ là những người ốm đau bệnh tật thì chúa thể hiện cái sự chạnh thương đó bằng cách ngài chữa lành ngài băng bó và ngài dạy dỗ họ mọi điều chúng ta là những người con đang long đong trên cuộc sống hiện tại này và chúa chạnh thương ngài chạm đến chúng ta hãy lắng nghe lòng của mình và hãy dành cho Chúa những khoảnh khắc thinh lặng thực sự để chạm đến tình thương của Chúa và Chúa chạm đến chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta. Hãy lắng nghe lời của Chúa để chúng ta tìm ở nơi đó lời dạy dỗ của Chúa trong tư cách người cha ân cần bảo ban con cái. Và hãy để cho Chúa chiếm trọn cuộc đời của chúng ta để chúng ta cũng có lòng trạnh thương của Chúa mà đến với anh em, đến với chị em xin chúa cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại này được chạm đến lòng xót thương của chúa và đồng thời cho chúng ta cũng biết thông trao cái sự xót thương của chúa trong cuộc đời của mình đối với anh chị em mà chúng ta gặp gỡ thường ngày xin chúa cho chúng ta thực hiện sứ vụ này bằng một tấm lòng nhiệt thành đầy can đảo và hăng say trên con đường giao báo tin mừng đức trời amen